Hello, công ty thiết bị điện tử nghe nhìn XO, hotline 0879 801 999. Nay lên clip giới thiệu cho bạn một dòng camera không dây siêu nhỏ ngụy trang móc khóa S840. Thì, trên tay mình đây, đang là một chiếc móc khóa ô tô S840 nhá, một phiên bản mới nhất, cao cấp nhất và là độc quyền tại cửa nhà mình nhá. Đó. Thì tại sao mình gọi là cao cấp nhất? Tại vì là cái con S840 này của nhà mình ấy, nó đang là sản phẩm nâng cấp của chiếc camera ngụy trang móc khóa S820. Đấy, thì nó sẽ có tên là S840 gọn nhá. Đó. Nó nâng cấp về cái tính năng kết nối từ xa này, nâng cấp về thời lượng pin, nâng cấp về hình ảnh, âm thanh, nói chung là nâng cấp lên toàn bộ luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Còn chức năng của nó đều là một dòng camera siêu nhỏ dấu kín. Mắt camera của nó thì sẽ làm ở sâu bên trên này này. Đấy, rất là khó nhìn nhá. Ở đây sẽ chính là phần mắt camera của nó nhá. Siêu nhỏ luôn. Hình ảnh của nó sẽ là hình ảnh full 4K, kết nối từ xa qua 3G, ghi hình chuyển động, cảnh báo chuyển động, ghi hình và bộ nhớ. Và khi mà các bạn mua hàng và đăng ký kênh YouTube của mình nhá, thì mình sẽ tặng kèm cho bạn đó chính là một chiếc thẻ nhớ để các bạn lưu trữ dữ liệu. Còn về phần main bên trong của nó thì sẽ có những gì thì đây, mình sẽ mở ra này. Đây mình sẽ mở ra nhá. Đó, bên trong của nó sẽ là một khay cắm thẻ nhớ nhá. Thì đây thì khi mà các bạn mua hàng mình thì mình sẽ tặng kèm thẻ nhớ và mình cũng sẽ hướng dẫn cho lắp đặt cho các bạn luôn. Đấy, lắp đặt thì các bạn cứ lắp úp vào cho mình, đẩy thẳng vào trong. Đấy. Và khi mà trường hợp các bạn không móc tay thì bạn có thể sử dụng các cái nhíp hay là các cái đây, như kiểu cái nhíp này bạn thử ấn vào. Nói chung là các bạn chỉ nhỏ là được, đẩy thẳng vào là được. Đó, nó kêu tặc cái là ok nhá. Bên nút bên trong nó sẽ có nút reset này. Đấy, nút đen viền trắng này sẽ nút reset nhá. Đấy. Và đây sẽ sườn này của nó sẽ là nút công tắc tắt bật, thì khi mà bạn sử dụng bạn chỉ gạt xuống là sử dụng nhá, là quay và lưu luôn. Và khi mà bạn đậy vào như này nhá thì sẽ là siêu kín đáo luôn. Đấy, như này sẽ là siêu kín đáo luôn nhá, không một điểm lộ nhá, rất là hay. Và cái chìa khóa này nhá, các bạn mang đi ra ngoài quán đánh thì vẫn sử dụng để mở khóa ô tô bình thường, rất là hay nhá. Đấy, không khác gì một chiếc móc khóa mô hình các bạn nhá. Đấy, để đây túi này, túi treo này, đặt như này quay thì khỏi bàn luôn các bạn nhá. Đó, thì bạn nào có nhu cầu ấy, quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera mini ngụy trang móc khóa S840 của nhà mình thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho bạn. Và giờ thì mình sẽ vào là hướng dẫn sử dụng và vào test sản phẩm thực tế cho bạn luôn. Đấy. Đầu tiên để sử dụng được chiếc camera ngụy trang móc khóa S840 của nhà mình nhá, các bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc smartphone. Đấy. Một chiếc smartphone để các bạn có thể sử dụng nhá. Đấy. Sau khi mà bạn đã chuẩn bị xong chiếc smartphone rồi, tiếp theo bạn cần làm đó chính là tải cho mình ứng dụng. Ứng dụng này sẽ có tên là Lookcam. Và ứng dụng Lookcam này chạy cho tất cả các dòng máy, tất cả các hệ điều hành các bạn đều được sử dụng và tải về được. Bạn đã sử dụng iPhone thì vào App Store. Các bạn nào mà chạy hoành Android thì gọi là cửa hàng chat play tại mình nhá. Mình dùng iPhone thì mình sẽ vào App Store này. Ở đây là phần tìm kiếm này. Đánh cho mình cái chữ Lookcam này nhá. Lookcam là LOOKCAM. Đấy. Đây. Biểu tượng sẽ là biểu tượng màu xanh nhá, các bạn tải về cho mình. Khi đã tải về xong bạn thoát ra. Đấy, và các bạn sẽ bật cho mình camera lên. Bật camera lên thì giờ bạn phải mở lắp ra nhá và gạt xuống này. Đấy. Và khi bạn bật camera lên thì lập tức camera của mình nó sẽ sáng cái đèn đỏ rồi đít này. Và cái đèn đỏ này thì các bạn có thể tắt bật tùy ý nhá. Có thể tắt bật tùy ý luôn. Rất là hay. Và các bạn lưu ý cho mình là chiếc camera của mình ấy, khi mà bật lên nó sẽ phát cho bạn một tín hiệu wifi. Thì để kết nối với nó thì các bạn ấn vào phần cài đặt điện thoại này. Các bạn sẽ vào phần cài đặt wifi. Đấy. Và khi mà các bạn vào phần cài đặt wifi nhá, nó sẽ hiện ra một cái wifi có chữ G, một vài số, vài chữ và không một khẩu ấn kết nối cho mình. Các bạn lưu ý mình ấy là chỉ cần wifi có chữ G và không mật khẩu thì đây sẽ là tín hiệu wifi của chiếc camera ngụy trang móc khóa để phát ra nhá. Khi đã kết nối xong và thoát ra và các bạn sẽ truy cập ứng Lookcam mà đầu video mình vẫn hướng dẫn tải về nhá. Đó. Khi đã truy cập các bạn nó hiện ra dòng chữ tip này nhá, các bạn ấn can để kết nối trực tiếp vào camera ấy, các bạn ấn vào trên device online này, chọn một can. Đấy. Thì đây sẽ là phần hình ảnh thực tế của sản phẩm nhá, cũng như là cái góc quay thực tế. Đó, ok chưa? Hình ảnh có đây là hình ảnh HD 1080 này. Đấy. Đây là hình ảnh HD 1080 nhá, hình ảnh mặc định của nó luôn.
Đấy. Và cái góc quay rất rộng, 150 độ, cực kỳ rộng nhá. Bên trên này còn nó thì sẽ có ngày giờ tháng năm đầy đủ luôn. 21 tháng 6 năm 2023 này, 15 giờ 23 phút này. Đấy. Và hình ảnh này chưa hình cao nhất nhá. Các bạn muốn cài hình ảnh cao hơn thì ở góc trên tay phải này, chọn hình ảnh 4K. Đó. Khi mà bạn chọn hình ảnh 4K nhá thì các bạn có thể soi được cả chữ luôn nhá. Đấy. Các bạn có thể soi chữ luôn. Ví dụ như đây, mình có một chuẩn bị một tờ giấy có chữ mà bây giờ mình sẽ test cho các bạn này. Đấy, các bạn nhìn nhá. Đấy. Lét chưa? Đấy, các bạn có thể nhìn rõ các chữ nhỏ luôn nhá. Đấy. Siêu sắc nét luôn. Đấy. Và đây là mình còn đang thiếu ánh sáng các bạn nhá, nhưng mà soi rất là nét luôn. Rất nét luôn nhá. Đấy, còn khi mà mình nhắc lên này soi rõ hơn rất là nhiều. Đấy. Ok chưa? Soi là tất cả các chữ số luôn nhá. Cực kỳ nét luôn. Thì đó, đó sẽ là phần soi về phần chữ viết cho các bạn. Ok, đó tiếp theo. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tắt đèn. Đấy. Thì khi mà bạn sử dụng nhá, các bạn bật lên ấy, nó có cái đèn này sáng này, mà để bạn quay dấu kín thì rất là lộ. Đấy, các bạn muốn tắt đi thì bật cho mình phần bóng đèn này, ấn vào bóng đèn này tắt đi nhá. Đấy, lập tức đèn sẽ tắt đi này, không sáng nữa nhá, không một điểm lộ luôn nhá. Ok chưa? Không có một điểm gì lộ luôn, các bạn mở khóa lên này. Đấy, không có lộ gì đâu nhá. Còn khi mà bật lên thì các bạn sẽ ấn cho lại một phần bóng đèn này, lập tức sẽ bật lên. Đấy. Hiệu quả chưa? Cái đèn này thì các bạn phải tắt bật từ xa luôn nhá. Có thể tắt bật từ xa. Đấy. Ok. Đó, đó sẽ là phần đèn này. Tiếp theo thì đến phần âm thanh. Thì khi mà các bạn muốn nghe âm thanh nhá, các bạn vui lòng bật cho mình cái loa lên. Và muốn nghe thanh to rõ ràng hơn thì tăng âm lượng điện thoại lên nhá. Đấy, tăng điện thoại này. Đây mình test này. Điện tử Eagle. Ok chưa? Âm thanh to chưa? Rõ chưa? Siêu to, siêu rõ luôn các bạn nhá. Đấy, thì đấy sẽ là phần âm thanh của sản phẩm. Đấy. Âm thanh này mình cam kết bạn luôn là rất là to luôn. Như hình ảnh thì là siêu sắc nét rồi. Các bạn có thể soi rõ được các chữ số nhá. Và đặc biệt ấy, hình ảnh này các bạn có thể zoom lên, zoom xuống nhá. Có thể zoom này. Đấy, có thể zoom luôn nhá. Cực kỳ mượt luôn. Quay thì cực kỳ mượt, đưa đâu quay đấy cực kỳ mượt. Như này thì khi mà bạn sử dụng để theo dõi nhà cửa này, theo dõi cái này. Đấy. Hoặc là các bạn sử dụng để lưu trữ lại các bằng chứng thì cực kỳ hợp lý. Đó, do dòng camera của mình mặc định của nó là bật lên là quay và lưu. Đấy. Và có thể cái lỗ từ xa thì bạn sẽ tiện lợi cho công việc, các bạn có thể là xem được trực tiếp điện thoại, không phải tháo rời, tháo lắp các thứ. Đấy, rất là hay nhá. Đó, thì đó sẽ là phần hình ảnh và phần âm thanh ở trong sản phẩm. Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách kết nối từ xa qua 4G. Thì khi mà bạn muốn kết nối từ xa qua 4G nhá, các bạn phải đặt cho mình hai điều kiện. Một là xung quanh camera của bạn phải có wifi, và hai là chiếc smartphone của bạn phải có mạng di động 3 4G. Đấy. Sau khi đặt hai điều kiện này rồi thì các bạn sẽ ấn cho mình phần bánh răng cài đặt này, chọn cho mình mục device setting, ấn cho mình mục wifi setting nhá. Và khi bạn chọn mục wifi setting thì lập tức nó sẽ hiện ra là wifi xung quanh camera của bạn. Thì bạn sẽ tìm cho mình cái wifi nào căng nhất và bạn bíp mật khẩu, bạn ấn vào cho mình. Tiếp tục thì bạn sẽ nhập cho mình mật khẩu wifi vào nhá. Đấy. Khi đã nhập xong mật khẩu wifi thì các bạn chỉ cần ấn ok thôi. Tức là mình đã kết nối từ xa thành công với chiếc camera rồi. Khi mà bạn kết nối từ xa nhá, thì tức là kết nối từ xa không giới hạn. Có nghĩa là dù bạn đặt camera này của bạn ở nhà này, nhưng mà bạn đang ở tỉnh khác hoặc là bạn đang ở nước khác, thậm chí các bạn ở nước ngoài các bạn đều xem được nhá. Đã là kết nối từ xa thì nó sẽ không giới hạn. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đó, thì khi mà bạn đi công tác xa và muốn theo dõi thì bạn có thể sử dụng dòng camera ngụy trang của nhà mình nhé. Và ngoài độ chế camera S840 nhà mình ra, mình còn độ chế vào tất cả các đồ và có thể độ chế camera theo yêu cầu của các bạn nhé. Đó sẽ là phần kết nối từ xa. Tiếp theo là phần xem lại này. Đấy. Thì khi mà các bạn muốn xem lại đoạn video nhé, các bạn ấn cho mình ở phần cloud.sd này. Đấy. Chọn cho mình mục SD file bên trên này nhé. Trả lời cập nhật xong, nó SD file này. Đấy, thì khi mà bạn chọn mục SD file nhé, nó sẽ hiện là cái file ở đây. Để xem lại, các bạn chỉ ấn vào file đó và xem lại nhé. Đấy, ấn vào nó này, và ấn play để xem này. Đây sẽ là âm thanh và hình ảnh sản phẩm nhé. Khi mà bạn vào phần là wifi nhé, nó sẽ hiện ra một cái wifi có chữ G, một vài số. Đó, đây sẽ là từ lúc mà mình đã bật công tắc camera lên nhá. Nó sẽ tự động quay và lưu rồi. Dù bạn kết nối với nó hay không quan trọng, nó vẫn tự quay lưu hết. Còn khi mà bạn kết nối này ấy, nó chỉ là phần hỗ trợ bạn có thể xem được từ xa thôi. Đấy, rất là hay nhá.
Khi mà cái file này nó hiện ra rồi, các bạn có thể xóa đi này, hoặc là download về điện thoại lưu trữ cũng được, mà không thì các bạn có thể lưu trữ trên app. Đấy. Đó, rất là hay, rất là tiện luôn, các bạn có thể xem được mọi nơi luôn, ở nhà hoặc là các bạn đi xa, các bạn không thời gian xem thì tối về bạn rảnh bạn có thể là ấn lại để xem cho nào ở nhà đang vợ chồng ngoại tình hay không, con cái có học hành hay không, người nhà giúp việc có trộm cắp gì hay không, để ok hết các bạn nhá. Đó thì trên đây đang là phần giới thiệu sản phẩm như là phần test sản phẩm thực tế tại điện tử XO. Các bạn có nhu cầu ấy, quan tâm đến dòng sản phẩm camera siêu nhỏ ngụy trang móc khóa ô tô S820 của nhà mình ấy, thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là Zalo 0879 801 999 để mình có thể hỗ trợ tư vấn chi tiết cho các bạn nha. Và bên mình thì có bảo hành sản phẩm là 1 năm, lỗi 1 đổi 1 và ship hàng toàn quốc. Nhận hàng các bạn được bóc hàng ra, test hàng, thử hàng, ok đúng như quảng cáo này các bạn thanh toán. Còn không phải hoàn hàng, trả hàng cho bên mình mà không có 1.000 phí nào cả. Đấy, thì còn chần chờ nữa, nhanh tay đăng ký kênh YouTube của mình để nhận được 2 phần quà, đó chính là tặng thẻ nhớ và miễn phí ship khi ở xa nhá. Giờ xin chào lại các bạn ở những video clip tiếp theo.